sống của em và anh không đậm sâu giống như khi xưa nữa rồi. Còn cạnh người buồn quá xa mà em nào đâu có hay, cứ kéo dài rồi tình yêu nhạt dần. Anh vẫn chỉ là anh của những ngày xưa, vẫn thường hay thói quen thức đêm mỗi ngày để mong được em nhắn tin, để nghe được giọng nói em sáng thức dậy lòng nhớ em vô cùng. Tại sao em không yêu cho ai để anh phải hy vọng, mỗi ngày thấy đường câu là em nhớ anh. Thật tâm ai không thể làm được những suy nghĩ trong đầu, nhiều khi muốn quên hết và ra đi chẳng bận lòng. Là anh của ngày xưa, vẫn thường hay thói quen thức đêm mỗi ngày để mong được em nhắn tin, để nghe được giọng nói em sáng thức dậy lòng nhớ em người ơi. Tại sao em không yêu cho ai để anh phải hy vọng, muốn nghe thấy được câu là em nhớ anh. Thật tâm anh không thể làm được những suy nghĩ trong đầu, nhiều khi muốn quên hết và ra đi chẳng đành lòng. Anh gờ, anh cũng xin chấp nhận. Có đâu mấy thì anh cũng tự đứng lên. Thật tâm anh không thể làm được những điều anh sẽ nghĩ. Nhiều khi muốn quên hết và ra đi chẳng bằng lòng. Nhiều khi muốn quên hết và ra đi chẳng bằng lòng. Thank you.
được nói đau của tôi. Khi tình yêu còn nhiều điều gian dối, ai có hay ở hiểu nỗi lòng tôi. Khi tình yêu em gieo bao dối lừa. Chẳng ai biết anh yêu ai thật lòng, mà chỉ thấy dùng để như nói thay. Anh có hay nói trong tim tình em. Khi mình MC Quốc Thuận đã tổng kết số tiền đợt 2 mà đồng nghiệp bạn bè ủng hộ để chuẩn bị mang vào bệnh viện trao tận tay cho nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ung thư phổi. Sau khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình đang điều trị ung thư phổi tại bệnh viện, MC Quốc Thuận đã kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Nam MC từng chia sẻ chú Lê Bình đang nằm bệnh viện điều trị đã mấy tháng nay, nhưng chú không cho ai biết về hoàn cảnh của chú. Mình gọi và nói lời tâm ý của mình, chú liên tục từ chối. Và trách một khán giả đã gặp chú nằm trong bệnh viện chụp ảnh rồi đăng lên mạng, nói rõ bệnh tình của chú. Chú ngại vì không muốn trong giai đoạn này anh em lại kêu gọi giúp đỡ mình. Bằng cả tấm lòng vừa thuyết phục, chú đã đồng ý cho tôi viết những dòng này lên đây. Và bằng cái tình nghệ sĩ, mình xin được chia sẻ thông tin về hoàn cảnh của nghệ sĩ Lê Bình hiện giờ đang nằm bệnh viện và đã vô hóa trị lần thứ tư. Do hoàn cảnh nên chú ngại không cho ai biết vì sợ làm phiền. Đợt một, kêu gọi Quốc Thuận đã nhận được số tiền hơn 150 triệu đồng từ bạn bè, đồng nghiệp, các nhà hảo tâm và đã trao tận tay cho nghệ sĩ Lê Bình. Mới đây MC Quốc Thuận tổng kết số tiền giúp đỡ đợt 2 để chuẩn bị gửi cho nghệ sĩ Lê Bình. Hiện tại Thuận đã nhận được sự chia sẻ của quý vị, những người quan tâm và yêu thương chú Lê Bình. Số tiền là 199.803.000 đồng. Mình vừa gọi báo cho chú Bình, kể cho chú nghe với cái giọng ông cười cười rồi sụt sùi khóc. Tôi lại cắt ngang, chú Bình chỉ biết cảm ơn nhiều lắm. Mình sẽ chuyển đến số tiền này nếu chú trong nay mai. Đây là số tiền đợt 2 mình nhận được qua tài khoản từ các tài khoản của các đồng nghiệp, khán giả khắp nơi trong nước và kiều bào tại hải ngoại. Vừa qua đã có một Facebook giả mạo Quốc Thuận đi lừa đảo, nhưng mình phát hiện và đã kêu gọi 1 triệu anh em báo cáo Facebook nên đã bị xử rồi. Nhưng đây mình cũng cảnh báo quý vị phải cẩn thận và cảnh giác khi nhận được những tin nhắn có dấu hiệu xin tiền từ bất kỳ những tài khoản Facebook nào, vì những anh em nghệ sĩ chúng tôi không bao giờ gợi ý những điều trắng trợn như vậy. Khán giả 70 tuổi lặn lội vào viện thăm khi hay tin Lê Bình bị bệnh ung thư. Nghệ sĩ Lê Bình vô cùng xúc động khi thấy khán giả lớn tuổi không quãng đường xa xa xôi đến thăm mình. Sau diễn viên Mai Phương tâm tin nam nghệ sĩ Lê Bình mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn 4, khiến cho đồng nghiệp và khán giả không khỏi xót xa. Vì trong thời gian điều trị bệnh, nghệ sĩ Lê Bình đã giấu giếm thông tin vì không muốn làm phiền đồng nghiệp, bạn bè và khán giả của mình. Ngay sau khi thông tin Lê Bình đang điều trị ung thư được đăng tải, cũng giống như Mai Phương, nhiều đồng nghiệp đã kêu gọi hỗ trợ ông và kết quả rất khả quan. Ít giờ trước, trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ đăng tải dòng trạng thái: thương chị ba quá, chị ba chỉ là người hâm mộ, tự chở đường lái thiêu, chị đi xe buýt mấy chặng rồi lội bộ hơn mấy cây số mới tìm được nơi Lê Bình nằm dưỡng bệnh, đã thăm còn tặng quà, ép nhận nữa, dù tuổi chị năm nay đã hơn 70. Ôi những tấm lòng tôi còn nợ nhân gian, cảm ơn chị ba nhiều. Người được nghệ sĩ Lê Bình gọi là chị ba trong ta Tết không phải người thân trong gia đình hay bạn bè, mà là một khán giả 70 tuổi vô cùng yêu quý ông qua các vai diễn. Khi nghe tin ông bị bệnh, bà đã quyết tâm lội bộ đến tận nơi thăm hỏi thần tượng. Tấm lòng của vị khán giả này khiến cho người nghệ sĩ già vô cùng xúc động. Quốc Thuận, diễn viên Lê Bình nói chú không muốn ai thương hại chú. Tôi nói với con gái chú Lê Bình, ba con đang hàng ngày giành lấy sự sống, mà sự sống là thuốc, là tiền. Con có muốn ba con chết sớm không? Nghệ sĩ Quốc Thuận chia sẻ. Thông tin nghệ sĩ Lê Bình nhập viện vì ung thư phổi giai đoạn 4 chỉ mới được một số anh em nghệ sĩ biết vào ngày hôm 23 tháng 8, sau hơn 3 tháng ông nằm viện điều trị. 3 tháng trước ngày Mai Phương nhập viện 175 cấp cứu vì ung thư phổi thì nghệ sĩ Lê Bình đã lặng lẽ vào đây xạ trị bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thời điểm đó nghệ sĩ Lê Bình bị một cơn đau nhói ở lưng, ông thấy người mệt nên đi khám bác sĩ. Khi chụp phổi, bác sĩ phát hiện một khối u, bệnh đã di căn vào xương. Hiện tại nghệ sĩ Lê Bình vừa phải uống thuốc, vừa xạ trị hóa trị, bao nhiêu tiền tích góp được cũng dần cạn kiệt. Nhưng vì ngại, vì không muốn ai thương hại nên Lê Bình giấu và chấp nhận tới đâu hay tới đó, không than vãn. Đồng nghiệp trong nghề chỉ biết chuyện khi tình cờ một khán giả nhận ra ông với cái đầu không còn tóc, hốc hác và chụp hình đăng lên mạng xã hội. Khi một số bạn bè tới viện thăm, nghệ sĩ Lê Bình còn đang truyền nước. Ông ngồi xếp bằng trên giường, tay lần chuỗi hạt, vui vẻ nói chuyện với mọi người. Bác sĩ điều trị của Lê Bình cho biết ông cần tiếp tục hóa trị thêm 3 tháng. Mỗi tuần vào viện 2 ngày để truyền thuốc, những ngày còn lại ông được về nhà nghỉ ngơi. Tóc của nghệ sĩ Lê Bình giờ đã rụng hết và ông cũng không thể đi đóng phim do sức khỏe quá yếu. Điều đó cũng có nghĩa là giờ đây Lê Bình không có thu nhập. Được biết, thời điểm này Lê Bình không có người thân nào bên cạnh trông nom, ngoài hai đệ tử đồng thời là con nuôi của ông. Chia sẻ với phóng viên, nghệ sĩ Quốc Thuận nói, ban đầu tôi nhận được tin từ Ngọc Tưởng,
tin này là do một khán giả chụp hình chú đưa lên Facebook cá nhân.